2010 đến 2011 là tôi rất là bi quan, vì tôi theo tình tự từ thấp lên cao của theo cái của một người dân đi kêu oan theo đúng trình tự của pháp luật. Nhưng mà thực tình mà nói là các cái cơ quan công quyền là họ không tiếp nhận hồ sơ và không trả lời, và tôi nghĩ là phải phó thác số mệnh chứ không thể kêu nữa. Nhưng mà từ năm 2014 là khi mà nghe cái tin mà Nguyễn Văn Trường chuẩn bị thi hành án là ngày 26 tháng 10 đó, là cơ quan tòa án của Hải Phòng và công an Hải Phòng về thông báo gia đình là cuối tháng 12 là Nguyễn Văn Trường là sẽ đưa đi tử hình vì đã hoàn tất hồ sơ. Thì khi đó là bản thân tôi là có một cái gì đó nó không thể, mà bản thân mình cũng không thể hiểu được là tự dưng mình lại có một cái suy nghĩ như vậy, là bột phát mà mạnh mẽ như vậy. Tức là khi đó là cái sự sống của con là trên hết, tức là mọi cái này đều được gạt ra tất cả. Đang tính toán làm ăn này, đang đấu thầu này, đang đi làm thuê đấu thầu để rồi cho anh em công nhân làm, nhưng mà tất cả những công việc làm này, rồi những cái dự tính, những cái việc khác là tôi bỏ hết rồi. Và những cái trước đây mình bi quan ấy, mình không kêu nữa đấy, cũng tự dưng biến mất đi đâu. Nếu có một cái lực nào đó nó đẩy tôi lên, là từ đó là tôi bằng mọi giá, tức là đổi tính mạng, dù đổi hết tính mạng của tôi để cho con tôi được sống, tôi vẫn phải làm.